Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện tượng bắt cóc người bất đồng chính kiến ở các nước Đông Nam Á không có dấu hiệu giảm, đặc biệt là khi chính quyền của các nước độc tài cùng tồn tại cạnh tranh. Alastair MC Gritty, biên tập viên tạp chí South East Asia Global nhận định trong bài hoán đổi tù nhân, vấn nạn bắt cóc và hoạt động của các nước vùng Mê Công, ông Alastair M. Sinkurit đi nhắc đến trường hợp của, đủ, của blogger Trương Duy Nhất. Vào tháng riêng năm 2019, nhà báo kiêm Blocker nổi tiếng Việt Nam Trương Duy Nhất đã bị bắt và lôi ra khỏi trung tâm mua sắm Future Park ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan. Sự biến mất của Trương Duy Nhất diễn ra trong sự im lặng thường thấy của giới chức và Việt Nam của cả Việt Nam và Thái Lan. Chỉ ít có vẻ như mỗi chính phủ đều hài lòng nhắm mắt làm ngơ trước các hành động tội phạm của các đặc vụ người nước ngoài trên đất nước của họ và biết rằng sẽ đến lượt họ bắt những tiếng nói chỉ trích đang ẩn náu ở các nước ngoài phải im lặng. Bài báo trên Alastair MC đi nhận xét. Bài viết được phổ biến trước phiên xử phúc thẩm của ông Trương Duy Nhất vài ngày. Tác giả cũng đề cập đến 11 vụ bắt cóc các nhà hoạt động khác được biết đến từ năm 2016 tới nay ở Thái Lan, Lào, Campuchia. Trong đó, nhiều người đang tị nạn ở các nước láng giềng. Vụ bắt cóc Trương Duy Nhất Tuy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn bác bỏ việc ông Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan, có luật sư bào chữa cho ông Nhất cho phóng viên hay rằng ông nhất nói ông bị cảnh sát hoàng gia Thái Lan bắt ở Bangkok sau đó họ giao cho ông cho một nhóm và có khả năng đó là cảnh sát Việt Nam giới chức Thái Lan sau đó giao ông trừ duy nhất cho giới chức Cộng sản Việt Nam và sau vài ngày bị dẫn giải ông nhất đã về tới Việt Nam nơi mà giới chức địa phương được cho là hợp thức hóa vụ việc bằng cách lệnh biên một lệnh bắt giữ ông Trương Duy Nhất. Theo thông tin của luật sư Đặng Đình Mạnh, người hiện đang hỗ trợ pháp lý cho ông Trương Duy Nhất. Trao đổi với BBC News tiếng Việt hôm 12 tháng 8, hai ngày trước khi phiên tòa phúc thẩm ông Trương Duy Nhất, thì luật sư Đặng Đình Mạnh nói là trong phiên tòa sơ thẩm, vấn đề này ông Nhất bị bắt tại Thái Lan và được đặt ra dưới góc cạnh pháp lý bởi lẽ này mà ông Trương Duy Nhất bị bắt, sau đó mấy ngày tôi không nhớ chính xác giới chức Cộng sản Việt Nam mới hợp thức hóa việc này bằng một biên bản bắt giữ người tại trụ sở cơ quan công an một phường ở Hà Nội. Việc lập biên bản và bắt giữ người như vậy thì khiến ông Trương Duy Nhất mất ngày và ông đã bị dẫn dại từ Thái Lan qua Lào và về Việt Nam mà không được tính chúng tôi đặt ra vấn đề này thì trên cơ sở bảo vệ quyền lợi cho thân chủ những ngày đó cũng phải được thừa nhận là thời gian ông nhất bị mất tự do và kể từ khi bị tuyên hình phạt thì lẽ ra những ngày đó phải được trừ đi nhưng chúng ta cần phải biết rằng hồ sơ vụ án là do cơ quan công an lập trong suốt thời gian điều tra họ giới hạn luật sư vào tham gia vụ án cho tới khi hồ sơ đã hoàn thành rồi chuyển qua viện kiểm sát để lập cáo trạng thì luật sư mới được tiếp cận. Tiếng là tiếp cận nhưng thực ra thì cũng rất khó khăn. Vì vậy chúng tôi không thể chứng minh được ông Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan. Trong khi đó là điều mà ai cũng hiểu và ai cũng biết. Tại tòa khi chúng tôi đề cập đến việc này thì tòa nói không có chứng cứ. Nên đây là điểm chúng ta biết, chúng ta hiểu nhưng chúng ta không chứng minh được. Luật sư Mạnh thừa nhận với BBC News tiếng Việt rằng bắt cóc các nhà hoạt động đang xảy ra ở một số quốc gia không coi trọng những quy định luật quốc tế như luật dẫn độ. Việc bắt tội phạm vượt biên giới vào quốc gia, nhiều quốc gia đã có thông lệ và khi họ ký các điều ước thì chúng trở thành luật. Chúng ta vẫn hay nghe dưới khái niệm luật dẫn độ. Lẽ ra các quốc gia nên hành xử với nhau trên cơ sở đó và dựa trên luật pháp quốc tế, nhưng ở đây họ muốn vượt qua những điều đó. Tôi cho rằng điều này hết sức nguy hiểm và áp dụng các hành xử tùy tiện. Điều này đi ngược lại với các hành xử văn minh của loài người, trong khi chúng ta đang tiến tới hành xử theo pháp luật và trên cơ sở pháp luật. Mặc dù Việt Nam chưa từng thừa nhận vụ việc này và điều tra BBC News tiếng Việt năm 2019 cho thấy dấu vết của ông Trương Duy Nhất đi nộp đơn xin tị nạn ở cơ quan cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại Bangkok, Thái Lan và tại một khách sạn nhỏ ở vùng ngoại ô Thái Lan nơi ông Nhất dường như là lưu lại 6 ngày trước khi bị bắt. Vấn nạn bắt cóc nhà hoạt động tại Đông Nam Á Trở lại với bài viết trên South East Asia Global, tác giả Alastair M.C. Gritty cho rằng việc bắt cóc các nhà hoạt động tại các nước Đông Nam Á chủ yếu là do sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà, các nhân vật quyền lực và hợp tác quân sự và chính phủ độc tài cùng tồn tại cạnh tranh nhau. Bài viết liệt kê một danh sách các nhà hoạt động bị bắt mới đây tại các nước khu vực Mê Công như Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia. Gần đây nhất là vụ bắt cóc nhà hoạt động người Thái Lan Văn Chà Lơn Satsaksit người chỉ trích chính phủ Thái Lan của cựu tướng Bajut Chanosa và kịch bản khá giống với nhiều vụ bắt cóc khác từng được mô tả trên báo chí. Van Chanen sát, -Sát, -Sát được đi bộ gần nhà ở vùng ngoại ô Phnom Penh, Campuchia ngày 4 tháng 6 năm 2020 thì bị đẩy lên một chiếc xe. Khi đó, Van Chanen sát, -Sát đang nói chuyện với chị gái qua điện thoại và câu cuối cùng mà chị gái anh ta nghe được là tôi khó thở. Tôi không thở được. Và thời gian trôi qua thì hy vọng tìm thấy Channel Sasakit còn sống ngày càng mong manh. Năm 2016 Ichibon pin biến mất tại Lào rồi bắt vô âm tín từ đó. Năm 2017 Vut các cha mắt -ma bị một nhóm nam giới vũ trang nói tiếng Thái bắt cóc ở ngoài ở bên ngoài nhà riêng tại Viên Chăn Lào cùng với vợ. Năm 2019, ba nhà hoạt động Chu Chip, Visa Sut, Siem Thiravut và Krisana Thapthai Thai một bị chính quyền Việt Nam trao cho chính phủ Thái khi họ đang cố vượt biên sang Lào họ cũng bị bật vô âm tín từ đó đến nay và giới chức Thái Lan phủ nhận đang giam giữ họ. Cũng trong năm 2019 thì Surachai Dalwat Thananu Son biến mất, thi thể nhà hoạt động này hiện vẫn chưa được tìm thấy và cùng năm thì thi thể của hai phụ tá thân cận của Surachai và Chatchan Phuphavan và Kraidy Lulet được tìm thấy trên sông Mekong đoạn chảy qua Viên trăn và bị phanh thay và nhồi bằng bê tông. Vào tháng 12 năm 2019, hai người đàn ông đã tấn công Chamricson Suon, một quan chức của Đảng Cứu hộ Quốc gia Campuchia đối lập trước đây bằng một khẩu súng khi ông rời một cửa hàng ở Bangkok. Ông nằm trong số 18 chính trị gia bị thủ tướng Campuchia Hun Sen dán mác phản bội chỉ một năm trước đó. Tôi là cảnh sát, một người nói bằng tiếng Thái và trước khi nhanh chóng tiết lộ danh tính thật của mình khi bằng tiếng Khmer rằng ông chủ yêu cầu tôi tìm anh. Và những người này đem theo một chiếc xe tải đợi cách đó không xa, khoảng 5 mét và nếu không phải thì bị buộc tấn công vụng về vụ này. Và Chamrasin cũng cũng sẽ đơn giản được thêm vào danh sách dài ngày càng tăng của các nạn nhân bị bắt cóc của tiểu vùng sông Mekong, gồm có bốn nước đó là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Tháng 8 năm 2020, Âu Sang Vong, một thành viên của mạng lưới tự do cho Lào, gồm những người lao động và nhà hoạt động người Lào sống lưu vong ở Thái Lan. Thi thoảng vẫn tổ chức các cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok đã biến mất ở thủ đô Thái Lan và hiện vẫn chưa rõ tùng tích đang ở đâu. Sự hợp tác giữa các chính phủ đối với những vụ bắt cóc này hầu như không thể chứng minh được. Bài báo trên South East Asia Global nhận định với việc các nước láng giềng trong khu vực ngày càng mất an toàn cho những người bất đồng chứng kiến, nhiều người hiện đang phải tìm cách trốn chạy xa hơn để bảo đảm sự an toàn cho họ. Các nhà hoạt động bị bắt cóc tại Việt Nam Trước vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất đã có một số vụ việc tương tự xảy ra với các nhà hoạt động ở Việt Nam khiến cho một số tổ chức quốc tế phải lên tiếng. Ca sĩ blogger Nguyễn Tín Năm 2018, ca sĩ blogger Nguyễn Tín bị đánh bắt, bị bắt và thả một cách tàn nhẫn theo lời của anh kể với BBC News tiếng Việt tháng 8 năm 2018. Nguyễn Tín được biết với các live stream anh hát nhạc vàng và các bài viết bày tỏ quan điểm về quyền công dân trên trang blog cá nhân. Anh từng tham gia biểu tình phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu vào hồi tháng 6 và bị đánh đập, bắt giam 3 ngày. Theo tường thuật của Nguyễn Tín trong đêm nhạc mang tên Sài Gòn kỷ niệm tại cà phê Casanova ở Sài Gòn đêm ngày 15 tháng 8, anh tổ chức. An ninh Việt Nam đã ập vào đánh đập khi anh đang biểu diễn, trói quặt tay ra sau và chụp túi ly lon lên đầu và đưa anh đi. Họ đánh đập tôi một tiếng đồng hồ như vậy rồi đưa ra xe ô tô 7 chỗ trong khi tôi vẫn bị trói. Xe di chuyển quanh thành phố đến rừng cao su thì dừng lại, họ mở cửa đạp tôi xuống một con kênh cạn nước. Việt Nam nhân quyền và nhiều những hình ảnh khác được lan tràn trên các mạng xã hội chúng ta có thể tìm thấy. Và Nguyễn Tín Phạm Đoan Trang nói bị công an Việt Nam đánh đêm 15 tháng 8 sau khi đi nghe đêm nhạc của Nguyễn Tín. Chiếc mũ bảo hiểm được cho là dùng để đánh bà Phạm Đoan Trang và những thứ khác cũng được đăng trên mạng. Nguyễn Tín nói anh phải lang thang trong tình trạng thương tích vài cây số dọc đường để tìm người nhờ gọi điện về gia đình vì không còn tiền và giấy tờ cho người. Bệnh viện sau đó chẩn đoán Nguyễn Tín bị chấn thương đầu mũi mặt, may mắn là không tổn thương đến não. Tổ chức Ân xá quốc tế sau đó đã yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam điều tra ngay cáo buộc công an đánh đập tàn nhẫn ca sĩ Nguyễn Tín và nhiều nhà hoạt động ngày 15 tháng 8, trong đó có nhà báo Phạm Đoàn Trang. Nhà báo Phạm Đoàn Trang, một nhân chứng có mặt tại đêm nhạc của Nguyễn Tín xưng tên là Bảo nói với BBC News tiếng Việt qua điện thoại từ Sài Gòn rằng ông thấy nhiều người khác bị đánh đập tàn nhẫn trong đó có nhà bất đồng nhà báo bất đồng chứng kiến nổi tiếng Phạm Đoan Trang. Theo lời kể bà Trang bị công an đạp xuống sàn mặt mũi chảy máu, sau đó bị công an còng tay đưa lên xe chở đi. Bà Trang sau đó xác nhận trên Facebook cá nhân việc này. Bà Trang cho biết là công an đánh vào đầu bà đến vỡ mũ bảo hiểm và chảy máu đầu, sau đó họ chở bà đi và thả xuống một đoạn đường vắng. Cũng trong năm 2018, bà Phạm Đoan Trang từng cáo buộc bị an ninh bắt cóc và ngày 24 tháng 2 khi bà trở về quê ăn Tết cùng với gia đình, sau đó bị thẩm vấn trong suốt 23 giờ về cuốn chính trị bình dân do bà viết. Tổ chức phóng viên không biên giới sau đó đã lên án chính quyền Việt Nam về vụ việc này. Luật sư Nguyễn Văn Đài từng cho BBC News tiếng Việt biết do ông dẫn thần vào con đường đấu tranh dân chủ, ông từng bị an ninh Việt Nam bắt cóc, đánh đập, thẩm vấn sau đó thả xuống một bãi biển hoang vắng vào một đêm giá lạnh. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng những vụ bắt cóc các nhà hoạt động thường xuyên xảy ra tại Việt Nam và rằng cộng đồng cần phải được biết để cùng lên án về hành động này. Ông nói, tôi tin rằng việc bắt giữ người không thông qua những quy chuẩn như Hiệp định dẫn Độ mà bắt tùy tiện như một hành vi bắt cóc như vậy lẽ ra không nên có và không nên khuyến khích để thực hiện. Trước tiên phải nhìn nhận đây là cách hành xử chính quyền và không phù hợp với các chuẩn mực luật pháp quốc tế và tôi tin rằng luật pháp quốc tế phải có những chế tài nhất định và qua đó mới có thể chấm dứt được tình trạng bắt cóc người tùy tiện như đã xảy ra. Chúng ta chưa hình dung được hết các khả năng mà quốc tế có thể áp dụng để đối với các quốc gia có được những hoạt động bắt cóc như vậy và nhưng chúng tôi cũng loại trừ các trường hợp trừng phạt trong các ký kết về thương mại. Nhưng trong việc ký kết cái hiệp định thương mại vừa qua đều có đặt ra các điều kiện cho Việt Nam, cam kết nhiều vấn đề như sửa đổi luật pháp hay vấn đề nhân quyền. Vấn đề bắt cóc các nhà hoạt động cần được thông tin rộng rãi để mọi người đều biết và lên án, từ đó giúp cho chính quyền nhìn nhận lại, đánh giá lại các hành vi như vậy không nên thực hiện nữa. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chiều ngày 14 tháng 8 năm 2020 đã bác đơn và tuyên y án 10 năm với cựu ký giả Trương Duy Nhất, quê ở Đà Nẵng, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa vẫn nói rằng ông Trương Duy Nhất làm trái công vụ khi bán nhà đất công sản ở Đà Nẵng cho doanh nhân Phan Văn Anh Vũ nên bác đơn kêu oan của bị cáo này. Trước đó trong phiên sơ thẩm ngày 9 tháng 3, ông Trương Duy Nhất bị tuyên 10 năm tù với tội danh lợi dụng các chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng nói, theo bản án sơ thẩm thì vụ việc bắt đầu từ tháng 10 năm 1996 khi báo đại đoàn kết nơi ông Trương Duy Nhất từng là trưởng văn phòng khu vực miền Trung Trung Bộ và có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị được cấp hoặc thuê một căn nhà địa điểm thuận lợi từ trung tâm thành phố để làm trụ sở đại diện của văn phòng. Báo này có chủ trương xin mua nhà công sản nhưng ông Nhất, người được giao liên hệ với chính quyền địa phương để xin đất, lại ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xin mua nhà đất theo diện này. Sau khi mua được nhà cho báo đại đoàn kết với giá ưu đãi là 645 triệu đồng từ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nhất đã chuyển nhượng cho công ty của Vũ Nhôm Phan Văn Anh Vũ để công ty này thay thế nộp tiền giúp cho công ty này thâu tóm đất công với giá rẻ. Cáo trạng nêu đây là hành vi làm trái công vụ và rất nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 13 tỷ Việt Nam đồng. Tại viên phúc thẩm thì ông Nhất một mực kêu oan và giữ nguyên kháng cáo. Ông Nhất cho rằng ông không có trách nhiệm trong việc giúp Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm thâu tóm đất công sản số 82 Trần Quốc Toản như các cáo buộc là làm theo phân công của báo đại đoàn kết và rằng nếu việc bán đất có thiệt hại trách nhiệm thuộc về bàn, bên bán tức là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Nhất cũng thừa nhận hành vi của ông chưa phù hợp với quy định của pháp luật nhưng được sự đồng ý của báo. Bị cáo không hề có động cơ cá nhân, chỉ muốn làm lợi cho báo. Bản thân bị cáo không hề được nhận Bất kỳ khoản lợi nào từ công ty 79 mà Phan Văn Vũ báo đại đoàn kết không hề bị tổn hại, ngược lại được lợi, bị cáo còn được ban biên tập khen vì đưa ra sáng kiến này. Ông nhất khai tại tòa và theo tường thuật của báo Đà Nẵng. Ông Phan Văn Vũ tức Vũ Nhôm người liên đới trong vụ án của ông Trương Duy Nhất cũng tham dự phiên tòa. Ông Phan Văn Vũ cho rằng ông nhất vô tội bởi báo đại đoàn kết không bị thiệt hại vì không cần bỏ tiền nhưng vẫn được sử dụng nhà đất tại văn phòng trong 30 năm theo báo Đà Nẵng. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh thì hai ông trưởng và phó ban biên tập báo đại đoàn kết cùng với ông Trương Duy Nhất bị xác định là có hành vi giống nhau trong việc làm thất thoát tài sản nhà nước năm 2014. Tuy nhiên, hai ông này được tính số tiền làm thất thoát tại thời điểm 16 năm trước là 301 triệu Việt Nam đồng, cho nên đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn ông nhất nay là cấp dưới lại bị tính giá trị tài sản vào năm 2018. Luật sư Mạnh nói qua điện thoại như sau. Trong khi đó, trong cùng một vụ án thì trong cùng một sự việc xảy ra tại Đà Nẵng và trong cùng một tài sản bị thất thoát, Ông Trương Duy Nhất lại bị tính giá trị tài sản năm 2018 là hơn 13 tỷ Việt Nam đồng. Do cái số tiền đó lớn tới mức độ như vậy nên ông vừa mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự vừa mới bị chịu hình phạt 10 năm tù là rất nặng. Đây là một điểm hết sức vô lý trong đảm bảo quy định mọi người đều bình đẳng trong việc xử lý pháp luật. Theo tường thuật của báo tuổi trẻ tại phiên tòa thì ông Trương Duy Nhất đề nghị triệu tập một số người liên quan trong vụ án. Các luật sư của ông cũng đề nghị triệu tập chủ tọa phiên tòa sơ thẩm để xác định cách áp dụng pháp luật, triệu tập điều tra viên, kiểm soát viên sơ thẩm, giám định viên trong vụ án. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được hội đồng xét xử chấp thuận. Như chúng tôi đã thông tin vào ngày 26 tháng 1 năm 2019, ông Nhất đột ngột biến mất tại thủ đô Bangkok, Thái Lan chỉ một ngày sau khi đến văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để xin tị nạn chính trị. Ông Nhất cũng đề cập chuyện này trước tòa và đề nghị tính đủ cho ông ngày ông bị bắt, bị mất tự do. Chính ông Trương Duy Nhất đặt ra tại tòa án, ông nói rằng là ông bị bắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 và ông bị cảnh sát hoàng gia Thái Lan bắt. Sau đó chuyển giao cho lực lượng công an Việt Nam và công an Việt Nam đưa qua biên giới Lào, Thái, Lào để về Việt Nam. Khi dẫn giải tới phường Bạch Mai, phường Mai Dịch, Hà Nội thì ở đây họ mới làm thủ tục bắt ông và ông và làm biên bản bắt ông và khi đó đã qua hai ngày rồi, khi đó là ngày 28 tháng riêng cũng theo luật sư Mạnh thì ông nhất nói trong quá trình bị công an Việt Nam bắt giữ và dẫn giải về Việt Nam, ông bị mất một chiếc điện thoại iPhone 8 và một số tiền là 8.000 đô la Mỹ, tuy không được ghi nhận trong kết luận điều tra và trong cáo trạng. Thông tin về phiên xử đăng trên Facebook của luật sư Lê Công Định như sau: Viện kiểm sát tránh né tranh luận và nhưng do các luật sư dồn dập nêu ra vấn đề pháp lý chứng minh anh Trương Duy Nhất vô tội và nên như thế đã buộc chủ tọa phiên tòa phải can thiệp bằng tuyên bố chấm dứt tranh luận. Luật sư Nguyễn Hà Luân thốt lên rằng Viện Kiểm soát đã lẩn tránh tranh luận và lẩn tránh sự thật. Ngoài ra thì theo ghi nhận tại phiên tòa trong lời nói sau cùng chiều ngày 14 thì anh Trương Duy Nhất đã phát biểu nguyên văn như sau. Chiếu theo các căn cứ pháp lý và chứng cứ thẩm định tại tòa hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm nếu có hiểu biết về pháp luật và còn chút lương chi thì không thể kết tội tôi trong vụ việc này tôi là người mang lại lợi ích cho báo đại đoàn kết và không phải là người gây thiệt hại không có bất kỳ hành vi sai trái nào không vụ lợi hay động cơ gì cả mà không phạm tội Tất cả chỉ là một chút đòn thù chính trị đê hèn nhằm dập tắt tiếng nói của Trương Duy Nhất, đòn thù nhơ nhớp của các thế lực què quặt về tư duy lũ lẫn về trí tuệ. Trong các lần lấy cung, các điều tra viên đã trấn an tôi rằng đến ngày thế cuộc xoay chiều, khi đó chính họ lại là những người ngồi thay vị trí của tôi hôm nay. Tôi hiểu và nhận ra nỗi lo lắng thật sự của họ. N nó sẽ đến trong một tương lai rất gần, rất có thể điều báo ứng sẽ ập xuống quãng đời chính trị của họ chứ không thể đợi đến đời con cháu của họ. Vì thế đối với những vụ án như của chúng tôi điều quan trọng không phải là ở sự trùng phạt chúng tôi mà chính là ở vị trí giá trị thức tỉnh cho chiều ngược lại. Đừng để cho các thế hệ con cháu sau này phải cúi đầu tủi hổ về những phán quyết sai lầm của cha ông chúng của những thời của một thời nhóm lò loạn lạc, một thời đất nước tưởng có phúc mà vô phúc, có trọng mà không đáng trọng. Với các bạn đồng nghiệp, những nhà báo đang tham dự và theo dõi phiên tòa, hãy đưa thông tin đầy đủ và trung thực và đặc biệt là những lời nói sau cùng của tôi, nếu không thể đăng phát được trên truyền hình và báo chí thì hãy đưa lên các trang mạng cá nhân của bạn. Tôi xin cảm ơn các bạn về điều này. Cuối cùng để khép lại phần lời nói sau cùng trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, xin được đọc bốn câu thơ tôi viết vội đêm qua. Ôi đất nước thủa nhóm lò loạn lạc, lũ cũng lên ngôi kẹo cũng sưng hồn. Mẹ tổ quốc hay chúng mình có lỗi, chỉ nhân đầu giặt một lũ điên khùng. Về phiên xét xử này, luật sư Lê Văn Luân tức phép Booker Lê Luân Nhận định sau cả ngày ngồi phiên tòa phúc thẩm, ông Trương Duy Nhất đã nói lời sau cùng không phải một vấn đề pháp lý đơn thuần mà là một chiều hướng chính trị. Ông nói rộng hơn về phạm vi một vụ án về tài sản công và ông không có lỗi trong việc này và mà là một vấn đề của việc vận dụng cách thức vận hành xã hội cầm quyền. Và đúng như chứng cứ trong hồ sơ vụ án được đánh giá bởi các luật sư viện kiểm sát cuối cùng vẫn dơ cao bảo bối của mình. Tôi bảo lưu quan điểm của mình và việc buộc tội là đúng pháp luật. Nhưng các luật sư yêu cầu chỉ rõ cơ sở pháp lý nào thì lại không có điều khoản nào được chỉ ra. Ông Trương Duy Nhất bị tuyên án y án sơ thẩm 10 năm tù giam trong khi tôi chỉ ra sự hiểu biết và áp dụng nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình sự là sai trái và với nhận thức đó nếu không triệu tập chủ tọa phiên tòa và thẩm phán tham gia phiên tòa phúc thẩm để giải thích căn cứ pháp lý cho việc áp dụng luật tòa cấp sơ thẩm sẽ đánh giá bằng chứng và chứng minh sai hoặc không có cơ sở thuyết phục Tôi cũng chứng minh rằng với vai trò vị trí cùng tương quan của ông Nhất với bối cảnh mà ông ở vào trong thời gian đó thì hành vi của ông là không có lỗi hoặc chỉ là lỗi vô ý mà tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ phải là lỗi cố ý và cấu thành bắt buộc về mặt chủ quan Ông Trương Duy Nhất có tính cách cương quyết và mạnh mẽ dứt khoát và sự rõ ràng trong ý chí của mình làm và ông tự bào chữa về những lời nói sau cùng trước khi tuyên án đều có âm vọng lớn và mang nhiều sức mạnh trong ngôn ngữ, ngôn từ lẫn lập luận. Ông cảm ơn các luật sư và ông nói không thể trắng, không thể thắng được phiên tòa, không phải là không đủ chứng cứ pháp lý, nhưng lẽ ra phải được đưa tới công luận và sự việc cũng và những điều ông nói để có thể có được một sự hữu ích nào đó cho xã hội. Ông nhất mong muốn về một sự thay đổi cơ bản về chính trị và xã hội để không chỉ ông mà còn những người khác sẽ đều được hưởng những giá trị về sự công bằng theo luật pháp. Luật sư Luân Lê nêu quan điểm. Ông Trương Duy Nhất sinh năm 1964 từng bị kết án 2 năm tù hồi năm 2014 với cáo buộc tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Trước đó ông đã viết 11 bài đăng trên blog một góc nhìn khác của ông, trong đó có bài chấm điểm thủ công và chấm điểm thủ tướng và yêu cầu tổng bí thư phải ra đi. Tổ chức phóng viên không biên giới có trụ sở tại Pháp năm 2014 vinh danh nhà báo trẻ nhất là một trong 100 anh hùng thông tin của thế giới. Năm 2015 ông ra tù và sau đó trở thành một trong những blog của Đài Á Châu Tự Do trong phiên sơ thẩm hồi tháng 3 năm 2020 thì ông Trương Duy Nhất bị tuyên án 10 năm tù giam. Ngay sau đó thì bà Morgan Otat phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho blogger Trương Duy Nhất. Thông báo viết, chúng tôi thất vọng vì blogger và các các cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do RFA Trương Duy Nhất bị kết án 10 năm tù giam. Kết án này dựa theo các Cáo buộc mơ hồ liên quan đến các cáo buộc gian lận Được cho là đã xảy ra cách đây 20 năm Chúng tôi vẫn tiếp tục quan điểm đến sự mất tích đột ngột của ông Nhất Từ Bangkok, Thái Lan vào ngày 25 tháng giêng năm 2019 Một ngày sau khi ông đăng ký xin quy chế tị nạn với cầu ủy tị nạn Liên Hợp Quốc Và đã xuất hiện trong tù tại Việt Nam sau đó 3 tháng Đại Á Châu Tự Do cũng đã có thông báo thông cáo báo chí lên án việc xét xử blogger Trương Duy Nhất và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho blogger này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.